Sau một thời gian, tôi quyết định là rút mình khỏi giới văn chương cũng như là giới giải trí, thì tôi bắt đầu ở sâu trong một giai đoạn, đó là giai đoạn tự nghiền ngẫm xem là cuộc đời của mình rốt cuộc sử dụng vào mục đích gì. Dần dần thì sau gần 1 năm đóng cửa ở nhà thì tôi bắt đầu nhận ra rằng là điều mà khiến tôi cảm thấy vui vẻ nhất đó chính là những lúc tôi ngồi đọc sách ở trong thư viện, và những khoảng thời gian mà tôi suy ngẫm về ý nghĩa của mọi thứ trên cuộc đời này. Từ đó thì tôi bắt đầu nhận ra rằng là cái cuộc đời của mình nó không chỉ bị gói gọn ở trong tiền bạc hay là danh tiếng hay là quyền lực, mà tôi quyết định là đi theo cái điều mà khiến cho tôi cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc cũng như là cảm thấy cuộc đời mình có ý nghĩa hơn, đó chính là đào sâu vào con đường tri thức. Bên cạnh đó thì tôi nhận ra được rằng là con đường tri thức là một con đường vô cùng bao la, rộng lớn và dường như là không có lối đi. Vì thế nên tôi quyết định là sẽ tìm cho mình những người bạn đồng hành, và tôi bắt đầu Bookhunter với mong muốn rằng tìm cho mình những người bạn đồng hành trên con đường tri thức. Bookhunter hiện nay và cách đây 10 năm khác nhau rất là nhiều. Như tôi đã nói ở trên thì con đường tri thức là con đường không lối. Do đó cho nên khi mà chúng tôi bắt đầu, chúng tôi có rất là nhiều kỳ vọng, rất nhiều niềm tin, thậm chí là có rất là nhiều những cái định kiến thế nào là tri thức, thế nào là kiến thức, thế nào không phải tri thức, thế nào là giả dối. Thế nhưng mà sau khi một thời gian hoạt động thì dần dần chúng tôi thấy rằng là tất cả những định kiến của mình nó đều hạn hẹp, và dần dần chúng tôi tháo gỡ những định kiến đó để có thể đi xa hơn và bao quát rộng lớn hơn trên con đường tri thức của mình. Trước đây thì Bookhunter bắt đầu bằng những cuộc tranh luận, và chúng tôi cho rằng là thông qua tranh luận thì cái nhận thức của mình sẽ cởi mở, sẽ được thay đổi, và mình có thể mở rộng những cái kiến thức của mình. Thế nhưng mà càng đi sâu vào con đường tri thức thì chúng tôi nhận ra rằng tranh luận không mang đến điều đấy. Thay vì đó, nó là con đường đơn độc, con đường cá nhân, vừa đi cùng nhau để có thể đi được rộng hơn, để trao đổi những cái kinh nghiệm. Thế nhưng mà lại vừa phải đơn độc để có thể tĩnh tâm làm những cái công trình lớn, những cái hoạt động dài hơi, và thậm chí là tự đào sâu suy nghĩ với chính bản thân mình, tự phản biện mình. Thay vì chúng tôi tranh cãi với nhau thì dần dần chúng tôi chuyển sang là tự tranh cãi với bản thân mình. Bookhunter dường như không thay đổi bất cứ một điều gì ở tôi hết. Mà thay vì đó, Bookhunter đưa tôi về với chính bản thân mình, đưa tôi về trạng thái mà tôi luôn cảm thấy là tự tin nhất và tốt đẹp nhất. Sau 10 năm hoạt động, điều mà tôi cảm thấy hài lòng nhất ở Bookhunter đó là Bookhunter thực sự trở thành nơi mà những bạn trẻ yêu thích tri thức sẵn sàng mạo hiểm, sẵn sàng vượt qua được những cái giới hạn của bản thân. Thì các bạn ấy đã tụ hội của Bookhunter và cùng nhau chúng tôi vượt qua những cái khó khăn, không phải chỉ là những khó khăn về tinh thần mà nó còn là những khó khăn về vật chất, và chúng tôi cùng tương trợ nhau, cùng nâng đỡ nhau, bảo vệ nhau để có thể đi đến được ngày hôm nay. Đương nhiên là cũng có những người đã ra đi, thế nhưng mà tôi cho rằng là những cái quãng thời gian mà họ ở lại với Bookhunter thì chắc chắn sẽ để lại những cái dấu ấn rất là lâu dài, và tôi tin rằng là họ cũng sẽ theo đuổi con đường tri thức của họ, của riêng họ, cho dù là họ có tham gia Bookhunter thêm một lần nữa hay không. Tôi có một quan điểm sống rằng là trong cuộc đời của chúng ta, mỗi điều xảy ra nó đều có ý nghĩa của nó. Vì thế nên tôi không bao giờ tiếc nuối với những điều gì. Ngay cả những sai lầm mà tôi đã gây ra trong 10 năm hoạt động vừa qua của Bookhunter thì tôi cho rằng đấy là việc tất yếu sẽ xảy ra, bởi vì đó là quãng thời gian mà tôi chưa trưởng thành và có thể mắc sai lầm. Thế nhưng mà
Tôi cho rằng là trong cái quá trình mà tôi mắc sai lầm và hiểu về cái sai lầm đấy, rồi vượt qua nó và dần dần sửa sai, thì đó là quá trình chúng ta trưởng thành. Bất cứ ai trong chúng ta thì cũng mắc sai lầm thôi. Nếu như mà chúng ta cứ tiếp tục hối tiếc về nó thì sẽ không có gì thay đổi cả. Trong cái quá trình mà chúng ta lớn lên, bao giờ chúng ta cũng sẽ có hai phần. Một phần là nói có với toàn bộ những gì xảy ra mà không hề hỏi, và một phần là nói không với tất cả những gì xảy ra với chúng ta và chúng ta cũng không hề tự hỏi bản thân mình tại sao mình lại nói có, tại sao mình lại nói không. Và trong suốt cái quá trình hoạt động ở Book Hunter thì tôi thấy rằng là có những lúc mà tôi gật đầu một cách vô điều kiện và có rất nhiều lúc tôi cũng nói không một cách vô điều kiện. Và tất cả những cái quyết định như vậy thì nó đều đi đến những cái hậu quả mà không lường trước được. Nếu như gặp may thì mọi hậu quả có thể diễn tiến theo hướng tốt đẹp, giống như thể là mọi thứ đang được sắp đặt cho mình. Nếu như mà gặp xui thì nếu kết quả của nó tồi tệ thì đơn giản là tôi lại đứng lên và tiếp tục đi tiếp. Nhưng mà nếu như tiếp tục đi theo tất cả những con đường đấy thì dường như là mình không hề chủ động trong cái quá trình làm Book Hunter và trong cái quá trình mà kết nối tất cả mọi người. Và tôi không thể nào mà tiếp tục sửa sai để Book Hunter mất quá nhiều thời gian cho công việc sửa sai như vậy. Thì bắt đầu từ năm 2018, khi mà tôi chọn con đường là mình sẽ bỏ tất cả những công việc mà chúng tôi vẫn gọi là công việc bán thân để tập trung vào Book Hunter, bắt đầu bằng những cái việc tái cơ cấu lại toàn bộ nội dung, cho đến việc tổ chức lại tài chính, rồi tổ chức lại nhân sự và chuẩn bị cho một hướng đi mới. Thì tôi nhận ra rằng là tất cả những cái hành động của mình đều hoàn toàn có thể được cân nhắc một cách kỹ lưỡng, và chúng ta không nhất thiết là phải nói có hay nói không một cách vội vã, mà cần phải xem xét rất là nhiều những cái yếu tố từ cá nhân, từ đồng đội, từ bản chất của hoạt động. Và việc đặt ra những câu hỏi tại sao mình lại làm như thế, tại sao mình phải quyết định như thế, tại sao xã hội lại vận hành như vậy, và tại sao mình lại phản ứng với nó, tại cái việc mình phản ứng đấy có cần thiết hay không. Tất cả những điều đấy dần dần khiến cho tôi trở nên trưởng thành hơn. Toàn bộ những cái khó khăn về tài chính hay là những cái bước cản trở thì nó đều diễn ra ở bên ngoài. Người xưa có câu là đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người, ngại núi e sông. Nếu như mà chúng ta nhìn thấy toàn bộ cái con đường tri thức, con đường thay đổi Việt Nam, để thay đổi nền học thuật Việt Nam, thay đổi văn hóa Việt Nam là một con đường quá mênh mông và dường như không có điểm đến, thì chúng ta sẽ không bao giờ hành động một cái gì cả. Cho nên cái khó khăn lớn nhất mà tôi phải đối mặt đấy chính là cái phần tâm lý ngại núi e sông của mình. Bởi vì đôi khi trong cái quá trình cân nhắc, mình cân nhắc kỹ quá, mình bắt đầu suy nghĩ là làm việc này có hiệu quả không, làm việc kia thì đạt được cái gì, nhưng mà đôi khi phải gạt bỏ và mình chấp nhận là đi vào con đường mà khó, con đường mà dường như là sau khi đi xong thì mình có thể không đạt được cái gì cả, mình không để làm gì cả, nhưng mà nó là con đường tất yếu phải đi, bởi vì nó là điều cần thiết trong cái lộ trình mà mình đã vạch ra.